Mấy anh em có đi lên trên bản thu được một chút cái mật ong rừng này của bác này. Bây giờ thì cháu cho cô bác cùng xem là những cái mật ong này của bác này rất là đặc sản của bác. Đây thì đây còn là nguyên tổ này của bác, còn là cái phần này thì là cái phần sáp nữa. Thì cháu được xé để đây, không có vắt, chỉ vắt nguyên cái phần này thôi cô bác ạ. Tay cháu Lực thì đang cầm những cái tổ ong rừng nguyên chất hết cô bác này. Và bây giờ thì hai anh em bóc ra, cô bác có thể nhìn thấy những cái giọt mật mà nó chảy xuống rất là đặc sệt luôn cô bác. Hôm nay thì cháu Lực có lên trên bản thu mua được một ít mật ong rừng cô bác này. Hãy nhìn mật ong rừng thì màu nó sẽ đen hơn mật ong quả một chút. Thì có cô bác nào muốn quan tâm tới những cái sản phẩm và những cái mặt hàng mật ong nguyên chất thì có thể điện cho cháu Lực qua cái số điện thoại cháu Lực để trên màn hình cô bác. Rất là mong cô bác anh chị sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực cô bác. Hay mọi cái mặt hàng cháu Lực đều gửi cho quý ông bà cô chú anh chị thì đều có những cái tem logo của bạn em trên này, và những cái mặt hàng cháu Lực gửi cho cô bác anh chị sẽ là những cái đặc sản ở trên vùng cao và những lít mật mà nguyên chất hết cả cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Em ông thì vừa bảo với cháu Lực rằng là em sở đi từ hôm qua đến giờ là vẫn chưa thấy về nhà cô bác. Thấy sử không? Không biết à? Có thấy sử đâu không em? Dạ. Có thấy sử đâu không? Hả? Sử chưa về á? Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu là cập nhật cái tiến độ mà vận chuyển hay là cái tiến độ mà làm nhà của ba ông cháu là tới đâu rồi cô bác. Đến thời điểm hiện tại thì hôm qua thì mưa cả nguyên cả một ngày luôn cô bác. Thành ra là cái quãng đường mà vận chuyển vật liệu đi thì nó không có đi được nữa rồi. Bây giờ lại phải tạm gác lại cái công việc mà vận chuyển vật liệu lại 1-2 hôm đã, để cho đường khô mọi cái rồi thì xe máy mới vào được cô bác. Vừa rồi thì cháu Lực cũng có đi qua nên là cháu Lực không sẽ không có ghi hình cái đoạn đường mà đi khó nữa. Một tí nữa cháu Lực sẽ vòng lại về nhà rồi thì cháu Lực sẽ ghi hình lại sau cô bác ạ. Đáng lẽ ra là đến hôm nay là đội thợ vào rồi, nhưng mà do là cái đường không có đi được cô bác cho nên là đội thợ vẫn chưa có thể vào được. Phải có khi là đến tối nay thì đội thợ mới vào và xem xét để làm lán được cô bác ạ. Hay chưa đoạn đường nhà em xử thì cứ hế mưa vào độ tầm một ngày, nếu mà không đợi trời nắng hoàn toàn rồi thì sẽ không có đi được đâu cả, không có vận chuyển vật liệu được cô bác ạ. Đường thì đi thì nó rất là bam, còn như cái vận chuyển vật liệu này thì cháu Lực cũng đã thuê người để vận chuyển vật liệu để vào. Và trong cái quá trình mà vận chuyển vật liệu ấy cô bác thì em Sử cũng có là làm cùng luôn để kiếm được thêm đồng nào thì hay đồng đấy cô bác. Bây giờ thì phần gạch này với lại xi này với lại sắt mọi cái thì cũng đã vận chuyển được vào hết rồi. Đấy, tối nay thì đội thợ, ngày mai thì đội thợ cũng có thể là lên đào móng được rồi đấy. Buổi sáng sớm thì ở trên vùng cao thì mùa này đã hơi xe lạnh một chút rồi. Cái bạt thì chắc là vừa nãy em Sử cũng mới kéo ra để phủ ra cái chỗ xi măng bên kia cô bác ạ. Sắt với xi thì để ở đây thì hầu như là cũng rất là an toàn rồi cô bác, không có bị mất cáp. Chỉ sợ là ở phần phía bên kia thì mới hay bị trộm này cô bác này. Đấy, nhưng mà cũng không có biết đường nào mà lần cô bác. Nếu mà mình để ở đây mấy hôm mà mình không có để ý tới thì lúc đấy thì người ta cũng sẽ để ý và
sẽ trộm đi một hai thanh và một hai bao xi măng, thì chuyện đấy thì có khi là nó cũng sẽ xảy ra. Nhưng mà nếu mà nhắc nhở, bây giờ thì đã đến gần nền nhà của em Sử rồi, thì nhắc nhở em ấy thường xuyên để em ấy để ý sát với lại Si một chút. Đấy, bây giờ thì đang cháu Đức đang thấy có gió rất là nhiều này các bác này. Đấy, cái nguồn nước này thì từ đầu mà đào ra thì bây giờ cũng đã là gần cạn kiệt đi rồi các bác. Đấy, cũng theo như là cô bác anh chị ở trên kênh cũng có bảo với cháu Lực rằng là cái nền nhà của các em có nước như này thì không có bị vấn đề gì cả. Mình chỉ cần khắc phục và làm cái ránh chạy xung quanh nhà nữa thôi thì là cũng ok rồi. Cái phần cát để là làm móng như này thì hiện tại thì đã đủ rồi. Bây giờ thì sẽ đi xuống nhà của ba ông cháu xem là ba ông cháu đang làm gì hôm nay. Có gió như này thì mong rằng là nó không mưa để mà đường tiếp tục khô thì mới vận chuyển được vật liệu để đi vào. Đấy, ở đây thì nhà chú của em Sử các bác cũng có vận chuyển là vật liệu ra tít tận nhà để mà làm đấy. Sư ơi! Sư ơi! Sư đây kìa! Đừng má nữa! Tên thằng Nga là cả đừng má! Vừa rồi thì ông cũng có bật, vừa rồi thì cháu Lực có hỏi ông về em Sử ấy, thì ông có trả lời với cháu Lực rằng một câu là từ hôm qua đến giờ em ấy chưa có về đâu các bác. Thế bây giờ thì đi xuống hỏi ông xem tình hình là em Sử đi từ bao giờ mà chưa thấy về. Đang ở đây gì? Đang sắt khẩu á? Là khẩu á? Ồ. Ông thì vừa rồi đang bảo với cháu Lực rằng là ông đang chuẩn bị sắt thóc này cô bác này. Đấy, ông bảo là hết gạo rồi. Đấy, còn gạo nhà ông thì năm nay cũng vừa mới thu hoạch lúa đấy cô bác. Cũng được rất là nhiều bao thóc cho nên là cái phần này thì sẽ không phải mua nữa. Sử với tiếng hàng cáo đừng má dê Sử à? Lăn nhạt bảy giờ tháng cái này một tháng mau này. Dê vừa tốt nhiên tối á? Ok, nọ. Em ông thì vừa bảo với cháu Lực rằng là em Sử đi từ hôm qua đến giờ là vẫn chưa thấy về nhà cô bác. Thì ông thì không có điện thoại để mà gọi em Sử ấy. Giờ thì cháu Lực sẽ gọi em Sử xem là em ấy đi đâu rồi mà vẫn chưa có về. Yên tương ở tư xe bảy á? Lấy cả xe máy đi rồi có bác, đi từ hôm qua đến giờ đấy. Yên nề làm cơ chứ mẹ nổ? Xe nhảy ra. Tháng cái này vừa tháng 3 rồi. Để ông cũng không nghe máy luôn rồi có bác. Để ông ở nhà một mình có trâu này. Xong là ông tự làm mọi cái luôn. Thuê bao luôn rồi. Thì vai để bỏ nhà đi nhà đó chứ. Ông ở nhà cũng phúc vậy.
Trâu thì hôm nay không có lấy được cỏ các bác, cho nên là mang đi ra ruộng cái để chăn thôi. Gọi điện thì không thấy nghe máy, nhưng mà không biết là em đi đâu rồi. Đi, nếu mà đi thì đi. Gọi điện thì không thấy nghe máy của bác, bỏ lại ông ở nhà một mình. Em Hải thì đang đi học từ sáng rồi, không có lấy được cỏ cho nên là ông mang trâu ra để buộc. Nãy Giang, Giang hào ra chơi nè. Hào ra. Hốt đẹp đấy à? Cái gì nữa tôi xử với thầm mấy mà họ lan như đấy đấy hơi sắm xe thôi à đấy hơi sắm xe đấy thì xe hát cả đắng rồi có cầm để hát cả đắng có cầm để hát đi ồ người ta đi chơi không nhau mà đi hát cầm gì à chơi chơi có cầm để hát cả đắng tiếng Anh nói cho nó bài mà ê cho bài mà này có bài chút gọi lấy mà lấy bài bài chút lặng ồ ồ đi mình đi bèo nhau luôn à ông nói với cháu Lực rằng là đi từ sáng rồi cô bác đi từ sáng hôm qua là ngày chợ ấy đi từ sáng đấy bây giờ 9-10 giờ còn chưa thấy về nhà cả đêm qua không biết là đi đâu rồi gọi thì không thấy nghe máy mà thuê bao luôn. Có khi là xử lại mất tích hay là ham chơi đi đâu á. Những khúc cây này thì ông đi kéo về cô bác này. Ông đi tượng trên rừng kia là ông đi xem kiểu như là tổ ong sao ấy, ông đi kéo về. Hai tắc xưa nó. Đấy, ở nhà thì đang còn rất là nhiều việc chuẩn bị đến làm nhà rồi. Mà em ấy vẫn còn cái suy nghĩ mà đi từ hôm qua đến giờ vẫn chưa về. Nếu mà tối qua mà bị mất vật liệu vừa rồi thì cháu Lực cũng chưa có để ý qua, chưa có để ý lắm, một tí nữa cháu Lực sẽ đi vòng lại đi trên xem là vật liệu sắt chiếc thì có bị mất chút nào không. Thế sợ rằng là tối hôm qua em ấy không có về, thành ra là không ai lên xem vật liệu, người ta có thể là người ta mót đi 1-2 bao xi hay là một cái thanh sắt gì đấy thì sau này làm nhà thì cũng đã thiếu đi rồi. Đó đấy chín ngay bà dê đó nè. Đó đấy chín ngay bà. Chị nhà ra. Này đang hóc ở đây nè, thùng ở đây nè. Lặng. Lăn vào nè. Này vào trong nhà của ba ông cháu của bác. Thật sự ra thì rất là tối. Thời điểm hiện tại thì đang có khi là bà con ra vận chuyển vật liệu ấy, thành ra là ăn cơm tại nhà của ba ông cháu luôn. Cho nên là rất là bồ bội. Rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm cho em Sử với ông trong thời gian tới thì đi vào nhà mới thì mọi cái thì sẽ bảo với các em, nhắc nhở các em thường xuyên để cho các để cho em Hải với em Sử là dọn dẹp nhà. Sử thì hôm nay thì không biết là nói gì luôn cô bác, để bỏ để lại ông ở nhà một mình. Hình như từ trước đến giờ hôm nay là cháu Lực gặp em Sử là đầu tiên này, đầu tiên là không có ngủ ở nhà ấy. Thế bây giờ thì ông ở nhà làm thì cháu Lực sẽ lên trên xem cái phần sắt với lại xi xem là có mất chút nào không. Mơ thứ nào dễ làm tấp bè ó, thứ nào làm tấp bè ó, làm tấp bè à, tấp bè à. Mày lên trên xem mà sắt với xi là xem có mất không cô bác. Không là một tí nữa vòng ra bên nhà của bạn của Sử xem là em Sử có đang ở bên đấy không.
ở trên chỗ nhà của ba ông cháu thì là nơi mà cao nhất đấy cô bác, thành ra là nhìn thấy trên những cái ngọn cây hầu như là phủ sương mù, phủ sương lên hết rồi, rất là dày đặc. Nếu mà em xử lên trên rừng đi em mới đi làm gì thì còn có bảo là em ấy gặp sự nguy hiểm hay là tai nạn gì đấy, nhưng mà ở đây thì em ấy đi em ông bảo với cháu Lực rằng là đi từ hôm qua rồi, chỉ có là đi chơi thôi, không cả xe máy đi rồi. Hầu như là si là những cái vết tích mà hôm nọ cháu được che bạt vào với con nguyên si của bác. Si thì không có chịu, không có bị hụt thêm bao nào đâu, chỉ có xe ma sát này. Sắt 6 với sắt 8 ở trên này thì để làm rằng với lại để làm đai thì vẫn nguyên si các bác, không có vết tích người ta dùng kìm ra cắt cả. Bây giờ chỉ có đếm sắt phi 14 này thôi. Sắt thì vẫn còn là nguyên si các bác, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả. Hôm qua thì em xử đi cả nguyên một đêm luôn, cùng ở nhà cùng ông, ở nhà cùng em. Ở đây là không biết là do em ấy đi cái công việc gì hay là em ấy do ấy mải chơi. Thì một tí nó cho được là đi lên xem nhà bạn của em xử xem là có ở khu trên này không, hay là sẽ di chuyển ra bên kia xem là em ấy ở nốt ra bên kia không. Ở đây thì hầu như là bạn mà xử thì cũng ở quanh quanh này thôi cô bác. Em Vân thì không có điện thoại cho nên là cháu Lực không có liên lạc được với em Vân. Thế còn là sắt thép ly thì cháu Lực gửi ở nhà chú này cô bác, vẫn còn là nguyên si thôi cô bác. Ở trên cái khu quanh nhà của ba ông cháu thì dân người ta rất là lành. Đấy, chỉ sợ là dân người ta là từ từ ở thôn khác ra đấy thôi. Thấy xử không? Thấy xử không? Không biết à? Đi, đi đâu? Đi chế là? Đi từ hôm qua đến giờ à? Cũng không biết xử đi đâu luôn à? Mấy thanh niên ca này có ở đây không? Hả? Chưa dậy đâu. Chưa dậy á? Ôi. Thanh niên gì ngủ ra đây vẫn chưa dậy đấy. Hôm qua có đi chơi cùng xử không? Không. Không à? Ở nhà đấy à? Thế nghe lời thanh niên này kể thì bảo là xử cũng đi từ sáng hôm qua. Chỉ biết là xử đi thôi, không biết là xử đi đâu. Nhà này nhà của em đúng không? Vâng. Nhà này làm hết bao tiền rồi? 15 triệu. 15 triệu á? Vâng. 15 triệu nhưng mà gỗ đây là của nhà mình đúng không? Vâng. Nhà làm hết 15 triệu nhưng mà gỗ của nhà mình, nhưng mà mua gỗ chắc phải rơi tầm 70-80 triệu. Tưởng xét xử nhưng không phải.
Đây này thì cháu Lực nhìn thấy cái cối này là cái cối bà con dùng để xay xay ngô này các bác này. Đấy, nhà nào mà chưa có máy sắt thì bỏ ngô lên trên này này. Xong là dùng cái này sao ấy. Cái này để kéo nó quay quay ra. Hay cứ kéo quay vòng như này để cho nó nghiền thành bột này. Thì hỏi thanh niên này xem là có gặp sự đâu không. Ca ơi. Ca ngủ đâu ấy? Nè. Ca làm gì ấy? Ca với thằng Vân. Vân ơi. Có đấy sử đâu không em? Dạ. Có đấy sử đâu không? Hả? Sử thẳng chai đất sử tao lùa. Sử chưa về đâu. Sử chưa về á? Ừ. Nhưng mà có biết sử đi đâu không? Sử đi chơi rồi. Biết sử đi chơi rồi à? Ừ. Tối hôm qua cùng nhau đi nhưng mà không. Sử không về. Sử không về à? Ừ. Ôi giời. Thế là Vân là tối qua ngủ đây không ca à? Ừ. Thế thôi anh ơi cảm ơn nhá. Nhưng mà có biết là Sử đi từ đâu không hả Vân? Chế là. Chế là? Ủa chế là thì xa phết đấy chứ nhở? Xa. Nghe thông tin là Sử đi chế là cô bác đi xá khác. Chịp từng nợ, chịp từng nợ. Hả? Chịp từng nợ. Phong lãn lên chẳng hâm nên đắc chẳng nên từng cháu. Tìm nghỉ chư chú nê, sóc chư nào đó tần à? Tìm nà, chúng ta nè, tìm nghỉ chư chú mà thả lưng ngờ. Nà, sẽ ta có đứng tụp ta. Hả? Nà, sẽ ta có đứng tụp ta. Hả, sẽ chín biết ta. Mà bài mấy? Quay luôn mà. Đấy, vừa rồi thì cháu Lực có lên đây hỏi bạn bè của Sử các bác, nhưng mà người ta cũng chỉ biết là Sử ta chế là thôi, không biết là đi chỗ nào chế là nữa, không biết là em ấy đi ra bên kia là đi ra nhà ai, không biết là em ấy có bạn ở bên đấy nữa không ấy. Sử thì ít khi ra ngoài ấy, cho nên là cũng không biết bạn bè ấy cô bác. Có vẻ như là hôm nay thực sự ra mà nói cô bác cháu Lực rất là thất vọng về em Sử. Ở đây thì không phải là thất vọng vì là em ấy đi chơi gì hay cả, mà em ấy mãi đi chơi quá để lại ông ở nhà một mình. Ông thì bây giờ đang ở dưới nhà kia là làm rất là nhiều cái công việc ấy cô bác. Ông thì năm nay cũng là đến tuổi rồi. Ngày mai thì thợ thì có thể là vào là đào cái phần móng được ấy, xong là đổ móng trước rồi ấy. Đổ móng trước rồi là cứ thế mà đan cột xong là đổ cột nữa. Đổ cột xong hết mọi cái thì mới xây lên. Ông thì như là vẫn còn đang sắt gạo sao cô bác ạ. Đi nói với ông rằng là ở trên xung quanh này thì không có ai biết Sử là ở chỗ nào cả. Người ta cũng chỉ biết là ở một nơi thôi, là ở chiến là. Nhưng một tí nữa thì cháu Lực sẽ hỏi về thêm là một số cô bác ở đây thì có biết là Sử đi ra bên kia để đi nhà chú hay là nhà gì không. Nghe từ xa thì ông vẫn còn đang sắt gạo cô bác ạ. Ở nhà ông thì có một cái máy sắt gạo cho nên là không phải dùng cái máy mà dùng không phải dùng cái bộ cái đá, hai cái cục đá cái quay quay vào nhau để nó bóc được cái vỏ chấu ra, vỏ thóc ra. Ồ hình như là cháu Lực nhìn thấy là lợn của nhà bao cháu đẻ hay sao bác ạ, đi vào xem đó. Ôi, đúng là lợn của nhà ba ông cháu đẻ của bác ạ, có ba con bé tí này. Có vẻ như là vừa mới đẻ xong thì lợn mẹ rất là hung dữ. Đứng vào đây mà chứ. Đứng xếp vào đây mà. Đây á. Ông không chỗ này là gì? Ông đây chỗ này là. Thank you.
Có vẻ như là bây giờ ông đang sát thóc với cô bác, rất là ồn, cho nên là cháu Lực sẽ không ghi hình nói chuyện với ông nữa. Thì một tí nữa cháu Lực sẽ nói chuyện với ông rằng là cháu Lực đã biết thông tin rằng là em Sử đi ra một cái xá khác rồi. Thì nếu mà trong chiều nay mà em Sử chưa có về nữa, hay là cháu Lực điện cho em ấy chưa có được nữa cô bác, thì cháu Lực sẽ đi ra bên kia để cháu Lực tìm xem và hỏi xem thêm là người ta là có thấy em Sử ra đấy chơi đâu cô bác. Ở đây thì không biết là cái lý do mà em Sử mãi đi chơi hay là em ấy đi ra đấy có cái mục đích khác, nhưng mà cái việc mà đi qua đêm như vậy cầm theo xe máy nữa, em ấy còn chưa có đủ tuổi để mà có bằng nữa, rất là nguy hiểm mà đối với em Sử cô bác. Vừa rồi thì cháu Lực cũng đã lên trên nền nhà của ba ông cháu kiểm tra rằng vật liệu mọi cái thì chưa có bị hao hụt đi chút nào cả cô bác. Bây giờ đáng điều mà cháu Lực lo ngại nhất chỉ là cái việc mà sợ là em ấy đi ra bên ngoài gặp tai nạn hay là vấn đề gì đấy thôi cô bác. Cái này thì em ấy còn nhỏ cô bác, cho nên là cái suy nghĩ của em ấy chưa có được chín chắn mấy đâu cô bác. Có khi là em ấy mãi đi chơi hay là có khi là em ấy mãi đi chơi hay là bị bạn bè rủ rê cả. Trước kia thì chưa có được đi ra ngoài mà các bác, bây giờ thì có thể là em ấy có thêm cái xe máy rồi, thì bạn bè rủ đi nhà của bạn hay là đi làm cái gì đấy. Cháu Lực lên với các em thì cháu Lực cũng đã thường xuyên nhắc các em rồi rằng là nếu mà đi ra ngoài thì bạn bè rủ đi làm những cái việc mà vi phạm trái pháp luật thì đừng có đi. Cháu Lực không biết là em ấy có tiếp thu và nghe được không. Cháu Lực cũng rất là mong quý ông bà, cô chú anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực, đừng nói cháu Lực rằng là không có quán triệt các em hay là nhắc nhở các em thường xuyên như vậy cô bác. Mọi những cái thước phim mà cháu Lực lên trên nhà các em thì cháu Lực cũng đã đều nhắc các em rất là kỹ, và hầu như là lúc nào thì cháu Lực cũng ở trên nhà của ba ông cháu này là nhiều hơn cô bác. Thời điểm hiện tại thì đang làm ở nhà nữa. Cháu Lực cũng rất là mong muốn là sẽ làm cái ngôi nhà của ba ông cháu càng sớm càng tốt, để cháu đi chia sẻ những cái hoàn cảnh khác mà còn là đang gặp khó khăn, và cũng giống như tình trạng của không giống như hoàn cảnh của ba ông cháu cả. Còn cái thức phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và xin cảm ơn tất cả quý ông bà cô chú anh chị đã theo dõi hết video. Xin cảm ơn tất cả các mạnh thường quân và tất cả khán giả trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng bản em. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Còn bây giờ thì cháu Lực cũng xin được nói lời chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị trên kênh bản em. Xin chào cô bác anh chị.